Tại trường tiểu học Võ Văn Kiệt, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, sáng nay, tỉnh đoàn đã khai mạc chương trình Hành trình kết nối thiếu nhi vùng xa năm 2019 với sự tham dự của hơn 150 thiếu nhi của hai xã Long Tân, huyện Đất Đỏ và xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Tại chương trình kết nối thiếu nhi vùng xa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ và xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, mỗi xã cử 80 em thiếu nhi học sinh chia làm 4 đội, tham gia vào các hoạt động như kỹ năng thực hành, thiếu nhi với công nghệ thông tin, thiếu nhi với khoa học đời sống. Mỗi đội dàn dựng tiểu phẩm để kể lại một câu chuyện trong sách, sử dụng vật liệu tái chế ra sản phẩm mới và tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể khác. Đội thắng cuộc trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục tham gia hành trình kết nối thiếu nhi vùng xa do tỉnh đoàn tổ chức tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, ngày 13 tháng 7 tới. Được biết, từ nay đến hết ngày 25 tháng 7, hành trình kết nối thiếu nhi vùng xa năm 2019 lần lượt đến với thiếu nhi các xã Sông Xoài, Quảng Thành, huyện Châu Đức, Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo.